đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh được báo chung ví như Lâm Chí Linh khen ngợi nhan sắc nữ thần. Suhu đã có màn so sánh đầy bất ngờ. Mới đây Suhu đăng tải một bài viết về Ngọc Trinh, biểu tượng nét đẹp gợi cảm của Việt Nam. Điều đáng nói ở đây, trang thông tin này đã đặt Ngọc Trinh so sánh với Lâm Chí Linh, biểu cảm gợi cảm của Đài Loan. Bài báo dành nhiều lời khen cho Ngọc Trinh cũng như nói về vẻ đẹp của cô. Nhiều chi tiết còn nói rằng Ngọc Trinh không những được so sánh với Lâm Chí Linh mà còn có nét giống với bà xã Châu Kiệt Luân, Cung Lăng. Hiện tại Ngọc Trinh đã phủ sóng khắp Việt Nam, bài báo chia sẻ. Điểm giống nhau giữa Ngọc Trinh và Lâm Chí Linh khá giống nhau, đều bước chân vào con đường giải trí vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang các dự án điện ảnh. Lâm Chí Linh sinh năm 1974 và bước chân vào giới thời trang khi mới ngoài 20. Với chiều cao lý tưởng, số đo 3 vòng chuẩn cùng gương mặt thanh tú, Lâm Chí Linh sớm lọt mắt xanh các nhà tổ chức sự kiện thương hiệu thời trang danh tiếng. Ở tuổi trên 40, cô vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung thanh tú của mình. Hơn 20 năm, thời gian dường như không khiến Lâm Chí Linh trở thành phụ nữ tuổi trung niên. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung thanh tú của mình. Hơn 20 năm, thời gian dường như không khiến Lâm Chí Linh trở thành người phụ nữ trung niên. Nam MC gặp rắc rối vì quá giống Tuấn Khỉ, bắn 5 người chết đang bị truy nã. Quá nhiều người kết bạn thời điểm nhạy cảm quá, MC Đình Hiếu chia sẻ. Đôi khi người giống người cũng khổ, trong khi Tuấn Khỉ chưa bị bắt thì diễn viên Đình Hiếu đừng nên ra đường hoặc đi về hướng Củ Chi, Tây Ninh, chứ không dễ gây hiểu lầm thì khổ nha. Là bài viết được nhiều diễn đàn lan tỏa rộng rãi, kèm theo đó là hình ảnh so sánh giữa MC diễn viên Đình Hiếu với Tuấn Khỉ, đối tượng đang bị công an truy nã sau khi bắn 5 người chết ở Củ Chi. Theo nhiều dân mạng, diện mạo cả hai có nhiều nét tương đồng, nếu nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm lẫn. Tôi thấy Đình Hiếu giống Tuấn Khỉ 99%, một tài khoản để lại lời bình. Trao đổi với phóng viên, MC diễn viên Đình Hiếu cho biết những ngày qua anh nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, cũng như thấy nhiều hình ảnh của bản thân bị so sánh với sát thủ nguy hiểm. Tôi không biết ai ghép ảnh và mục đích của họ là gì, tôi không quan tâm lắm. Tôi thấy mình chả giống Tuấn Khỉ chút nào, tôi đẹp trai hơn hắn nhiều. Tôi biết có nhiều người giống hắn hơn. Bạn bè mang tôi ra trêu rồi cũng xong, Đình Hiếu bày tỏ. Bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, Đình Hiếu thừa nhận bản thân có gặp chút phiền toái và rắc rối, song anh không làm vấn đề thêm nghiêm trọng. Tôi sống lạc quan lắm, tôi vẫn ra đường đi làm, vui chơi, hoạt động thể thao bình thường, anh nói. Đình Hiếu sinh năm 1980 là diễn viên điện ảnh truyền hình nổi tiếng. Anh được biết đến sau các bộ phim như Hương Phù Sa, Nghề Báo, Gọi Giấc Mơ Về, Sóng Gió Cuộc Đời, Cổng Mặt Trời, Ông Trùm. Đình Hiếu chơi thể thao rất khá, đặc biệt là bóng đá với vai trò tiền đạo. Với môn bóng chuyền, anh đảm nhận vị trí chủ công và từng nhiều lần đoạt huy chương vàng khi còn là học sinh. Nam diễn viên gắn bó với nghề MC từ năm 2003, anh từng dẫn chương trình như 7 ngày vui sống, Chuyến xe nhân ái, Bạn của Đức. Hiện Đình Hiếu công tác chủ yếu ở Đài Vĩnh Long, anh vẫn tham gia đóng phim, quản lý nhà hàng riêng ở Sài Gòn.